Thờ cúng tổ tiên là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Người Việt thì thường xem chữ hiếu như là một những thước đo phẩm chất, bởi vì có hiếu với ông bà, cha mẹ thì mới cư xử tốt với đời. Một trong những cách thể hiện đó là thờ cúng gia tiên. Khi xây dựng hay mua nhà mới thì các gia chủ đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn bàn thờ sao cho vừa sang trọng, vừa thể hiện được sự tôn nghiêm, tấm lòng thành kính với các bậc thần linh, ông bà tổ tiên đã khuất. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ am hiểu để chọn được một chiếc sập thờ hay bàn thờ chất lượng. Và mua bàn thờ, sập thờ như thế nào là tốt cũng như chuẩn phong thủy, tránh phạm kiêm kỵ thì trong video ngày hôm nay, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin đóng góp một vài ý kiến cũng như kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc kết được trong nhiều năm thi công sập thờ cho khách hàng. Và nếu quý vị thấy video hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video chia sẻ kiến thức mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Kiểu dáng bàn thờ. Kiểu dáng của bàn thờ thì được lựa chọn tùy theo sở thích, gu thẩm mỹ cũng như không gian sống của từng gia chủ. Hiện nay thì sự đa dạng về mẫu mã của bàn thờ, tủ thờ, họa tiết trang trí khiến cho nhiều gia chủ không khỏi băn khoăn trong quá trình lựa chọn một mẫu bàn thờ đẹp cho gia đình mình. Và sau đây thì tôi xin giới thiệu một số mẫu bàn thờ cũng như là sập thờ phổ biến được các gia đình lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Về sập thờ thì thường có các mẫu như là mai điểu, tứ linh hay là ngũ phúc. Ưu điểm của các mẫu này là rất cầu kỳ, đồ sộ và hoành tráng, mang lại cho không gian thờ một nét uy nghi cực kỳ đồ sộ. Án gian thờ. Án gian thờ thì gồm nhiều loại như là bàn thờ như ý, bàn thờ triện sen cò hay là ô sa thờ. Ưu điểm của các loại này là kiểu dáng đơn giản, thanh thoát, dễ vệ sinh lau chùi cũng như là giá thành sẽ rẻ hơn so với sập thờ. Về chất liệu gỗ. Bàn thờ hiện nay thì được làm từ rất nhiều các loại gỗ, phải kể đến như là gỗ thông, gỗ hương, gỗ gụ, vàng tông, tràm, rổi, gỗ mít hay là gỗ đỏ. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng tốt nhất thì chúng ta nên chọn những loại gỗ có độ bền cao như là gỗ mít, gỗ gụ, gỗ hương hay là gỗ đỏ. Những loại này thì có tính ổn định rất cao, không bị cong vênh mối mọt hay là rạn nứt theo thời gian. Kích thước. Hiện nay thì có hai loại kích thước bàn thờ thông dụng, nhất là 1m97, rộng 97 và cao 1m17. Loại thứ hai thì có kích thước lớn hơn là dài 2m17, rộng 107 và cao 127. Loại này chủ yếu thì dùng cho phòng thờ có kích thước lớn và có thể kê kèm sập ngồi loại 1m8 x 2m2. Và tùy theo không gian thờ của gia đình mình mà quý vị có thể cân đối, chọn được mẫu bàn thờ phù hợp với diện tích sử dụng. Cách bày trí. Sắp đặt bàn thờ theo đúng quan niệm phong thủy thì không chỉ tạo sự cân bằng, đối xứng cho không gian mà còn tránh những điều không tốt về tâm linh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người trần. Trong không gian thờ thì ngoài bộ bàn thờ ra thì chúng ta có thể kê thêm rất nhiều những món đồ thờ đi kèm như là cuốn thư câu đối hay là bộ ngũ sự thờ. Về cuốn thư câu đối hay có một loại khác là đại tự câu đối. Đây là một món trang trí đi kèm sập thờ thường được điêu khắc tượng trưng như một bức bình phong, có ý nghĩa là che chắn tà khí xâm nhập vào không gian thờ. Ngoài ra trên bức cuốn thư câu đối thì còn được khắc thêm chữ Hán, ghi lại những lời răn dạy của ông bà tổ tiên về truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đi kèm đó là bộ đài nến thờ thì bao gồm nhiều món nhỏ, thường là 10 thứ, phải kể đến như là mâm bồng, đĩa đựng hoa quả, ống hương ống hoa, chân nến, quạt đũa, vân vân, làm tôn thêm vẻ đẹp của không gian thờ cũng như là phục vụ việc thờ cúng ông bà tổ tiên được đủ đầy và ý nghĩa hơn. Điều đặc biệt cuối cùng mà chúng tôi muốn các bạn lưu ý khi đi mua bàn thờ, sập thờ là nên chọn cho mình một cơ sở uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồ thờ cúng. Chúng ta đã quá thấm thía với câu nói gừng càng già càng cay. Trong việc lựa chọn sản xuất đồ gỗ có tay nghề thì những người thợ lâu năm sẽ có đủ kinh nghiệm cũng như là vốn hiểu biết để tư vấn cho bạn một bộ đồ thờ, phòng thờ đẹp chuẩn. Và qua những kinh nghiệm cũng như là kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ trên thì có lẽ là giúp thêm bạn phần nào hiểu biết và có thể tự lựa chọn cho mình một bộ bàn thờ đẹp chuẩn phong thủy. Nếu quý vị quan tâm và yêu mến, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật cho mình những kiến thức bổ ích và mới nhất và hoàn toàn miễn phí về đồ gỗ.